những hành khách này không có ghế nằm, phải nằm dọc lối đi trên xe khách. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện vụ việc vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 tại km 30 160 đường tránh Túy Loan phía nam hầm đường bộ Hải Vân. Xe khách biển số 36B03251 chạy hướng Bắc Nam có 48 khách trong khi xe chỉ được chở 40 người. Tài xế khai nhận xe khách này chạy tuyến Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh. Dù xe đã kín khách nhưng vẫn bắt khách dọc quốc lộ 1, khách lên sau phải nằm dọc lối đi trên xe. Tuy tình hình vận tải hành khách sau Tết Nhâm Dần năm 2022 không cao điểm như mọi năm, nhưng tình trạng nhồi nhét khách vẫn xảy ra. Ngày 13 tháng 2 năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, những ngày cao điểm sau Tết Nhâm Dần năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ đã xử lý hơn 20 xe khách chở quá số người quy định. Chủ yếu các xe khách nhồi nhét là xe giường nằm, nhà xe tận dụng các lối đi sàn xe để bố trí thêm khách. Các lỗi vi phạm chủ yếu là xe chỉ 40-45 chỗ nhưng nhồi thêm khách đến trên 50 người. Đối với các xe chở hành khách vào miền Nam sau Tết Nhâm Dần 2022 chở quá số người, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt, buộc nhà xe phải bố trí phương tiện khác chở các hành khách dôi dư.